cập nhật diễn biến nóng chiến sự Nga-Ukraine trưa ngày 30 tháng 10. UAV Ukraine tấn công Đại học Putin ở Chechnya, ông Kadyrov tuyên bố trả đũa khốc liệt. Ukraine tiêu diệt nhóm quân Triều Tiên đầu tiên ở Kursk. Sát thủ diệt tàng Swiftblade của Mỹ phá hủy hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga. Ukraine bắt giữ lính thủy đánh bộ Nga bị cáo buộc giết tù nhân. Kiev huy động thêm 160.000 quân. Tất cả sẽ có ngay sau đây. UAV Ukraine tấn công Đại học Putin ở Chechnya, ông Kadyrov tuyên bố trả đũa khốc liệt. Kính thưa quý vị, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh trúng tòa nhà của Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga mang tên Vladimir Putin tại thành phố Kudermes thuộc nước Cộng hòa Chechnya, hãng tin độc lập Avestvo đưa tin. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại đáng kể và một đám cháy lớn tại tòa nhà chính của trường đại học, Avestvo lưu ý. Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov tuyên bố rằng cuộc tấn công diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, đã đánh trúng mái của một tòa nhà bỏ trống của trường đại học, gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Ông Kadyrov cho biết đám cháy đã được dập tắt. Ông viết, cơ quan điều tra đã bắt đầu điều tra vụ việc và xác định những người liên quan đến vụ án. Hoạt động của cảnh sát nhà nước Nga không bị đình chỉ, mọi dịch vụ vẫn hoạt động như bình thường. Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công được báo cáo. Báo chí Nga đưa tin trường đại học được xây dựng vào năm 2016, còn ban quản lý của trường cho biết trường vẫn đang trong quá trình xây dựng cho đến năm 2023. Ông Kadyrov giới thiệu cơ sở này là một khu phức hợp đa chức năng kết hợp các phương pháp và kỹ thuật hiện đại của lực lượng đặc nhiệm. Phản ứng về vụ tấn công, ông Kadyrov nói rằng trong tương lai gần, các đối thủ sẽ phải chịu quả báo chưa bao giờ nghĩ tới. Ông nói sẽ có một biện pháp trả đũa là bắt buộc người Chechnya luôn trở về nhà. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thể hiện sự trừng phạt mà ngay cả họ cũng chưa bao giờ mơ tới. Chúng tôi sẽ không cho phép đùa với chúng tôi. Hôm nay tôi đã đưa ra chỉ dẫn cho tất cả các chỉ huy ở tiền tuyến. Không bắt tù binh, hãy tiêu diệt và tăng cường chiến đấu hơn nữa. 100% để họ hiểu người Chechnya vẫn có khả năng quân sự thế nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trường đại học vào tháng 8 năm nay. Theo một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga đã kiểm tra khu phức hợp đào tạo, quan sát các lớp học, nói chuyện với các chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, người hướng dẫn và tình nguyện viên đang được đào tạo tại đó. Các chiến binh Chechnya ủng hộ Điện Kremlin, được gọi là Kadyrovists, đã chiến đấu ở phía Nga kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Đổi lại, những người tình nguyện Chechnya chống Nga cũng đã tham gia cuộc chiến ở phía Ukraine, thành lập một số đội hình như tiểu đoàn Sokha, Dojev. Một nhóm thành viên của lực lượng phệ binh quốc gia Nga được cho là đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính tấn công gần thủ phủ Grozny của khu vực vào ngày 24 tháng 10, khiến một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương. Ukraine tiêu diệt nhóm quân Triều Tiên đầu tiên ở Kursk. Pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các vị trí của quân chiếm đóng Nga ở khu vực Kursk, nơi binh lính Triều Tiên có thể đóng quân. Điều này được tờ báo Tây Ban Nha El País đưa tin, trích dẫn lời của một sĩ quan quân đội Ukraine, người phát biểu với điều kiện giấu tên. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng vùng Kursk đã được bảo vệ bởi khoảng 40.000 quân nhân. Việc cử binh sĩ Triều Tiên sẽ làm tăng số lượng của nhóm này lên khoảng 25%, cho phép điều động binh sĩ có kinh nghiệm hơn sang các hướng khác. Các nguồn tin của Lữ đoàn Cảnh sát tấn công riêng biệt số 15 nói với các phóng viên rằng một nửa số binh sĩ Nga ở Kursk là những tân binh có ít kinh nghiệm hơn. Theo những người bảo vệ Ukraine, Triều Tiên sẽ không sẵn sàng bảo vệ các vị trí của mình trên chiến trường. Trước đó có thông tin cho rằng binh lính được Bình Nhưỡng cử tới Nga đã đến khu vực Kursk. Tình báo Ukraine tiết lộ rằng binh lính nước ngoài đóng quân trong doanh trại cách biên giới với Ukraine khoảng 50 km. Ngoài ra, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine được cho là đã công bố các thông tin liên lạc vô tuyến bị chặn từ quân đội Nga ở Kursk. Từ đó phát hiện ra rằng binh lính Triều Tiên đã được vận chuyển bằng xe tải dân sự để gia nhập lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 810 của Nga đang chiến đấu ở tiền tuyến tại Kursk. Sát thủ diệt tàng Swiftblade của Mỹ phá hủy hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga. Những cảnh quay mới dường như cho thấy một máy bay không người lái do Ukraine sản xuất và vận hành đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn của Nga dọc theo tiền tuyến.
sau hơn 2 năm rưỡi chiến tranh khốc liệt. Trung đoàn hệ thống hàng không không người lái số 14 của Ukraine, một phần của lực lượng hệ thống không người lái mới thành lập thuộc quân đội Kiev, đã đăng tải đoạn phim vào thứ Hai mà họ cho biết cho thấy một máy bay không người lái nổ Spitfire 600 nhắm mục tiêu và tấn công một hệ thống phòng không Tor của Nga. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội bởi các tài khoản tình báo nguồn mở và Bộ Quốc phòng Kiev. Chính phủ Ukraine cho biết các chiến binh của họ đã sử dụng 2 máy bay không người lái để phá hủy hệ thống phòng không, nhưng không nêu rõ thời gian cũng như địa điểm quay. New York Times không thể xác minh độc lập các cảnh quay và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xin bình luận. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của trụ sở tại Hoa Kỳ, hệ thống phòng không Tor là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, di động, có khả năng phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa ở khoảng cách lên tới khoảng 7 đến gần 20 km. Nó cũng được biết đến với tên báo cáo của NATO là SA-15 Goliath. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mỗi hệ thống Tor có giá trị vào khoảng 25 triệu đô la. Tor thường được sử dụng để săn UAV, Trung đoàn 14 cho biết trong một tuyên bố. Nhưng vào ngày đẹp trời này, các vai trò đã bị đảo ngược. Kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn đuổi. Ukraine đã kiên quyết nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt là các hệ thống Tor, Buzpanzer và S-400 trên mặt đất. Vào tháng 6, một tổ chức từ thiện của Ukraine hỗ trợ quân đội Kiev đã đăng tải đoạn phim cho thấy một máy bay không người lái Spitfire đang nhắm vào bệ phóng tên lửa đất đối không Buzpanzer của Nga ở phía sau chiến tuyến trên vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine đang giao tranh. Hoa Kỳ đã cung cấp một số loại máy bay không người lái cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự, bao gồm máy bay không người lái Spitfire, Phoenix Ghost và Cyberlust K-8. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không nêu rõ có bao nhiêu máy bay không người lái Spitfire đã được gửi đến Ukraine. Các video được chia sẻ trực tuyến từ tháng 5 năm 2022 cho thấy quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái tự sát Spitfire có cánh bật ra như dao bấm và được nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ Aero Fireman sản xuất để nhắm vào lực lượng Nga. Theo nhà sản xuất, mẫu 600 lớn hơn có thể bay trong 40 phút và có đầu đạn chống tăng dành cho các mục tiêu kiên cố ở xa hơn. Nó có tầm bắn khoảng 40 km, được chế tạo để tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép của đối phương rải rác trên chiến trường. Phiên bản nhỏ hơn 300 có thể bay trong vòng 15 phút với phạm vi tối đa khoảng 10 km. Charlie Dean, Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh và Tiếp thị Toàn cầu tại Aero Fireman, trả lời Newsweek vào tháng 10 năm 2023 rằng Spitfire 600 sẽ sớm vượt qua số lượng Spitfire 300 được Ukraine sử dụng. Vào thời điểm đó, Dean đã nói rằng Spitfire 600 cực kỳ quan trọng đối với việc bảo vệ Ukraine. Ukraine bắt giữ lính thủy đánh bộ Nga bị cáo buộc giết tù nhân. Theo một trang blog của Ukraine, lính dù Ukraine cho biết họ đã bắt giữ 2 lính thủy đánh bộ Nga thuộc một lữ đoàn được cho là đã sát hại các tù nhân Ukraine vào đầu tháng này. Kiev cho biết lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được nhìn thấy trong đoạn phim quay bằng máy bay không người lái đang bắn chết các tù nhân Ukraine sau một cuộc tấn công vào các nhân viên điều khiển máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 10 tháng 10. Theo bài đăng trên Facebook của lực lượng tấn công đường không thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, một cuộc tấn công trả đũa ở Kursk giữa các chiến binh của lữ đoàn 95 thuộc DSXV, lực lượng tấn công đường không Ukraine và lính thủy đánh bộ Nga đã dẫn đến sự đầu hàng của 2 tù nhân Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine viết rằng quân đội Ukraine tiêu diệt kẻ chiếm đóng một cách không thương tiếc nhưng vẫn bảo toàn mạng sống của họ nếu kẻ thù hạ vũ khí và đầu hàng tù binh. Newsweek đã liên hệ với lực lượng tấn công đường không của lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga để xin bình luận qua email. Bài đăng trên Facebook cũng cho biết lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 đã thực hiện hành vi tàn ác đặc biệt đối với người Ukraine và lính dù Ba Lan trong cuộc tấn công đã tiêu diệt toàn bộ phiến quân thuộc cái gọi là đơn vị đặc nhiệm Atmat và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155. Bài đăng trên blog cho biết 2 lính thủy đánh bộ Nga đầu hàng đã được chăm sóc y tế và chỉ những người tự nguyện đầu hàng mới sống sót. Cuộc tấn công của thủy quân lục chiến Ukraine được hỗ trợ bởi máy bay không người lái chiến đấu và pháo binh sử dụng bom chùm. Lực lượng tấn công đổ bộ đường không của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã đăng lên Telegram một đoạn video về vụ tấn công và cảnh quay cho thấy 2 tù nhân người Nga trong rừng. Trong cuộc tấn công ngày 10 tháng 10, lính thủy đánh bộ Nga thuộc lữ đoàn 155 đã tấn công các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực phía tây tỉnh Kursk và bắt họ làm tù binh.
Kiev cho biết lính thủy đánh bộ Nga sau đó đã buộc lính Ukraine cởi bỏ quần áo và nằm xuống đất trước khi nổ súng giết chết 9 người. Sau khi đoạn phim quay bằng máy bay không người lái về cảnh 9 binh sĩ Ukraine bị lột đồ và giết chết được công bố, người dân Ukraine đã kêu gọi các tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, lên án vụ tấn công và có phản ứng. Quân đội Nga đã giết chết những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine, sau đó bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Sau vụ việc, Tổng công tố viên Ukraine Andrei Kosin cho biết văn phòng của ông đã mở cuộc điều tra hình sự. Sự trả đũa của lực lượng vũ trang Ukraine đối với lữ đoàn Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh đã khiến nhiều gia đình người Nga lên mạng xã hội để bày tỏ sự tức giận. Ukraine cho biết, kể từ đó, hai lực lượng vũ trang đã tham gia phản công và lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Ukraine đã tấn công một trung đội lính thủy đánh bộ Nga vào ngày 18 tháng 10, giết chết 30 lính Nga và phá hủy nhiều xe bọc thép. Ukraine huy động thêm 160.000 quân. Ukraine sẽ huy động thêm 160.000 quân trong vòng 3 tháng tới sau khi đã bổ sung hơn 1 triệu tân binh. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Livitnenko ngày 29 tháng 10 cho biết hơn 1 triệu công dân đã tham gia lực lượng phòng vệ kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Chúng ta đặt mục tiêu huy động thêm hơn 160.000 quân nữa, cho phép chúng ta bố trí 85% quân số cho các đơn vị quân đội. Theo nguồn tin của AFP, lực lượng này sẽ được huy động trong vòng 3 tháng tới. Cùng ngày, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu ủng hộ quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky gia hạn thiết quân luật và huy động quân thêm 90 ngày, đến ngày 7 tháng 2 năm 2025. Lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 250.000 quân nhân tại ngũ vào đầu năm 2022. Con số này nhanh chóng tăng lên sau khi Tổng thống Zelensky ra sắc lệnh huy động quân dự bị và cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước. Ukraine lần đầu ban bố tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ thời điểm đó, lệnh này đã được gia hạn nhiều lần trong bối cảnh xung đột vẫn căng thẳng. Đầu năm nay, Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định huy động. Yêu cầu những tân binh tiềm năng phải báo cáo cho văn phòng nghĩa vụ quân sự để xác nhận dữ liệu. Việc huy động quân nhằm bù đắp những tổn thất trên chiến trường sau gần 3 năm xung đột với Nga. Ukraine đến nay chưa cập nhật con số thương vong. Song hồi đầu năm, Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 31.000 quân nhân của nước này thiệt mạng hoặc bị thương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.